Chơi đồ hồ cũ chính hãng, xin kính chào anh em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Bijou Turner dành cho nam. Đồng hồ vỏ thép dây da, viền tròn 45mm và loại là to và tương đối khủng. Đồng hồ mặt số thì dạng màu ánh bạc vân ánh sáng, trên đó có trang điểm một số họa tiết. Còn mặt chính của đồng hồ là có 3 kim. Đấy. Tất cả các kim cũng như chấm chỉ giờ đều có sơn dạ quang rất chi là to, rõ ràng. Đồng hồ vỏ thép được mạ chrome niken sáng bóng. Kính của đồng hồ cong lồi. Đặc biệt mình thấy cái đai bắt tai này cong và rất chi là duyên dáng. Đấy. Đồng hồ có một cái model là bao nhiêu đây ạ? QA0872G, chạm máy quắc của Seiko Nhật Bản. Điểm bắt đai là 24mm. Tổng quan đồng hồ mới khoảng 95%. Còn dây là dây da mới hoàn toàn. Da xịn, da tốt. Mình vào tay cho anh em nhìn. Đây, mình vào tay chiếc đồng hồ cho các bạn rồi đây. Bijou Turner, chạy máy quắc Nhật Bản, 3 kim. Đấy, đây là núm chính, còn đây là núm trang điểm. Đồng hồ chúng ta đây.